Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuyến tham quan ngày hôm nay. Và hiện tại nhóm của tụi mình đang có mặt tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa lạc tại ấp Bà Chăn A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách thành phố Bạc Liêu tầm 20 km. Và bây giờ xin mời mọi người theo chân mình cùng tham quan đền thờ. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trên diện tích 11.000 m² với các hạng mục chính: đền thờ, nhà trưng bày, hội trường, phòng làm việc, khu nhà ở, khu vườn trồng cây lưu niệm của du khách. Cháu nhỏ chúng thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay. Khi nghe tin Bác Hồ đã đi xa, đảng bộ, quân và dân xã Châu Thới quyết tâm xây dựng đền thờ Bác để ngày đêm hương khói cho người. Hàng ngàn cán bộ, nhân dân trong xã và huyện đã không sợ hy sinh, gian khổ, ngày đêm góp sức, góp công xây dựng đền thờ Bác ngay chính trên mảnh đất đầy khói lửa, đạn bom của xã Châu Thới anh hùng. Sau hai lần đền thờ bị địch đốt phá, nhân dân cũng như xã ủy Châu Thới và huyện Vĩnh Lợi quyết tâm xây dựng đền kiên cố bằng xi măng, cốt sắt. Lúc 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1972, xã ủy Châu Thới đã làm lễ khởi công xây dựng đền thờ Bác. Sau 24 ngày đêm không ngại đạn pháo của địch, nhân dân và xã ủy Châu Thới đã hoàn thành việc xây dựng đền thờ. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1972, lễ khánh thành đền thờ Bác được tiến hành trong niềm hân hoan và trang nghiêm của trên 1.000 người trong xã Châu Thới và các chiến sĩ xã huyện Vĩnh Lợi. Và trong trái tim nhân loại, cả một đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh. Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới vừa là di sản văn hóa tinh thần của người dân ở địa phương, vừa là điểm để giáo dục truyền thống yêu nước,
truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau. Và nay còn là địa điểm du lịch Bạc Liêu thu hút đông khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Viếng bác, tỏ lòng biết ơn sâu sắc trong công lao vô cùng to lớn của người. Chim không mòn bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam. Xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Vừa rồi, nhóm chúng mình đã dẫn mọi người đi tham quan tổng thể đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Dạ gáp không? Đây là Bạc Liêu, mảnh đất của công tử, trang chứa tình yêu những lời nói không hoa ngữ, bao di tích từ mấy thời quyền sử và biểu tượng cây đàn kiềm đến bây giờ vẫn lưu giữ. Và bây giờ mời các bạn đến thăm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn có máy đây cái đẹp luôn, chưa mày. Thấy cái máy này từng từng cực kìa. Trước khi mình lại đọc nghe lại, xin tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng gia tài Bạc Triệu, của cái đầy nhà quận đất thì phiền nhiêu, nhưng mà nói chi nhiều, hỏi người ta đi thì hiểu. Hết. Vẫn có thích khách. Khi mà mình quay trực tiếp ở ngoài này nè, đây. Khi mình quay trực tiếp ở bên ngoài này vô, đúng không? Sẽ chênh lệch giữa hai người này rất là nhiều, nhìn nó kỳ, đúng không? Khi mà mình muốn tôn người này lên bằng cái này, thì hạ máy công thành xuống. Mà đứng lên, phía bên cái này, tôn người này lên. Cái này cũng được, nhưng mà những cái quay dễ cao lắm, hay là dễ cao lắm.
quay cái đít người ta. Mày giúp cái ủi nghe. Ủi ngay mông của người ta. Đó rồi đó ủi. Đây nè. Cái mông gì vậy? Sao? Thấy gắt đít người ta. Là ai vậy? Nói được tiếng trời rồi mày có thể làm được cái gì vậy?